cả nhà ơi, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Gia Đình Việt 8X một lần nữa. Lại một cái món thập cẩm tiếp tục. Món mới từ món mới từ những cái nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh là những món thập cẩm. Hôm nay sếp thích nấu những cái món mà trộn chung nhiều thứ vô. Còn gì ăn đó. Còn gì ăn đó. Đây tôm. Đây là bắp. Cà rốt, nấm, rồi rau thơm. Rồi đây là thịt bằm, hành tím. Này món lẩu. Lẩu. Trước tiên mình phi một xíu tỏi nha. Súp lẩu, súp lẩu. Súp thập cẩm hải sản có gì chung súp, đó. Súp hải sản thập cẩm. Nói lẩu mơ quá. Rồi bây giờ mình phi một xíu tỏi, mình áp chảo mấy cái còi sò điệp. Súp hải sản thập cẩm. Cho nó thơm, mình để không vô thì nó không thơm. À, nó sủi mùi luôn. Áp chảo một xíu. Cho xíu dầu mè. Rồi bỏ qua đi. Mà cô quay rồi. Thêm một chút tiêu cả nhà ơi. Mà mình thích mùi bơ thì mình cho một chút bơ vào đây để mình nếu là cho cái còi sò điệp này nó thơm lên thôi. Nó chín rồi nó thơm nên nó săn lên. Xong rồi cho hết mấy cái rau này vô đây đúng không? Dạ không, nấu cái nồi. Súp là nấu trong cái nồi bác ơi. Cái này là cái chảo để em áp bác ơi. Bạn nào thích bơ thì cái này là làm bơ. Nó không dùng dầu. Ui, xém cạnh rồi cả nhà ơi. Mình áp cho nó vừa xém cạnh vậy nè. Xíu mình để lên trên chén súp. Tuyệt vời luôn. Cái miếng còi của mình nó vừa giòn vừa ngọt. Nó không có bị tan. Rồi rồi rồi, để em bưng cái này qua. Rồi xong mình để qua bên nha. Thôi khỏi đem bưng cho. Cảm ơn bác Thông Xuyên, bác cứ đứng đó đi. Rồi sau đó mình đặt cái nồi lên để nấu súp. Nồi nóng rồi, nồi nóng rồi, cho cái hành vô. Rồi xíu dầu ăn. Dầu ăn. Dầu ăn đó, nghe đó, nghe đó, nghe đó. Đó. Nó thơm lên. Có cái bếp Việt mà bữa giờ chưa giới thiệu với cả nhà trên kênh Bếp Việt Official. Cái bếp mới, có bếp mới là ít món ăn ha. thịt xay á, mình xào lên, vò viên cũng được nữa, mình xào cũng được tùy mình có gì dùng. Rồi, xào lên cho nó săn lại. Nó súp kiểu gia đình. Có gì bỏ vô. Rồi ok, cho nước vào cả nhà. Thì cũng đun sôi mà đúng không? Okay, nhanh lắm. Rồi ok. Rồi cho một xíu hạt nêm. Cho chút xíu hạt nêm cả nhà. Hạt nêm này nè, cái cốt gà này nè. Nước cốt gà, cái này cái cốt của Nhật. Cốt gà. Đó. Ừ. Hoặc là mình lấy xương cũng được tùy. Cho miếng muỗng cà phê, rồi nêm nếm. Cầm sát cái muỗng rồi. Nó gãy. Rồi. Ok, đun hai cả nhà ha. Rồi đun cho nó sôi lên, vớt lại. Rồi cả nhà ơi, sau 5 phút nước đã sôi rồi, nước súp hồi nãy đã sôi rồi. Cho cà rốt vào. Cho cà rốt vào trước. Rồi tới bắp. Rồi xong rồi tới bắp. Chung là sếp bà xã nấu theo trình tự lắm, còn em là em cho vô luôn. Ngay thứ một. Đây là nấm hương nè. Nấm hương, đây nấm hương nè. Nấm hương vào luôn. Quay kênh Bếp Việt Official á, sếp bà xã quay bài bản lắm, đẹp lắm. Cái rau này rau bó xôi để xíu, đánh có ít tôm để xíu mình cho sao. Rồi ok, mình lại đun tiếp. Cho nó mềm cà rốt. Nấm vừa chín tới. Chà, cái nồi súp này cũng hơi nhiều vậy. Ăn no à, ăn no à. Của nhà mình. Nhìn nhạt thôi, để xíu mình còn có nước tương, còn dầu mè này kia nữa. Rồi, xôi tiếp theo là cho tôm. Cho tôm vào. Cho tôm vào. Để nguyên con là tại em bé nhỏ. Của em. Ui, vậy là cái này là súp tôm hùm thập cẩm. Cho nó tôm thôi. Vậy hả? Đó này tôm hùm baby. Rồi. Rồi. Cho nó hơi sôi lên tí thôi. Sôi lên tí xong rồi mình đánh trứng để vào đây. Cho nó sánh lại. Rồi cho trứng vô. Ú là
mới học được cắt cho trứng nè. Rồi cho trứng nha. Trứng vào để chiếc đũa kèm về nè. Và nó sẽ có sợi, nó không có bị sợi ma. Người ta phải rót vào cái đũa. Nãy nó chạy xuống mạnh. Nó sẽ có vân mây đó không? Mẹ. Đúng rồi, thì rót vào cái đũa thì đúng là nó đúng rồi, còn nãy em rót. Tay nghề chưa tới, từ từ nó tới. Quậy lên cho nó có vân. Này có phải luyện nhiều, ăn súp nhiều nhiều mới được. Cái nào súp to quá. Sao nó ít mà sao hồi càng ngày nó càng nhiều vậy? Rồi. Rồi các bạn nêm nếm lại theo khẩu vị của nhà mình nha. Rồi cho rau vô, cho rau vô. Chưa chưa. Cho cái rau cho cuối cùng. Cái này là nước bột bắp á, cho nó sánh lại. Cũng vừa thôi, nó nhiều quá nó là sánh lắm ha. Đúng rồi. Để nó bắn bắn xuống đây. Có tạo vân mây không? Không, nước bột bắp mà vân mây gì. Vân vân là trứng thôi. Lên đều cho nó sánh lại chưa. Nhưng mà chưa sánh lại thì cho tiếp. Sắp sánh rồi nè. Sao trứng người ta đánh vân lắm mình không vân. Chúng ta em làm lại món này cho nó có vân thôi nha. Đó, được rồi đó, để nó sôi lên. Rồi, ok. Rồi xong, món này đã xong rồi cả nhà. Chúa, vội quá. Rồi giờ cho một ít rau vào cho nó có rau. Rau chân vịt, rau bó xôi á. Em bé cho rau vào, còn nếu mà không thích thì thôi. Không thích nhiều rau không cho thêm. Sao không được. Nè, sẵn đây nè. Hay là ít thôi. Thêm miếng nữa đi. Mà súp này chắc ăn tới ngày mai luôn đó. Đó, đẹp chưa? Xong rồi, bây giờ mình sẽ cho một chút xíu. Rồi, xong một hồi ở trong bếp đây cả nhà. Đó, thành phẩm. Cho rau vào là múc ra liền. Rồi, còn 500 pin. Xong liền, xong ngay và luôn xong đây. Xong ngay và luôn. Rồi, cho lên đây một... cho một xíu hành vào đây. Rồi, xay một xíu tiêu. Cho cò. Cây coi, coi, coi. Coi điệp á. Rất là dai, giòn. Rồi, cho tí tiêu lên. Con tôm của Úc đâu rồi? Rồi, con tôm của cô Úc luôn. Đó. Xay một ít tiêu. Rồi, cho một chút xíu dầu mè lên nữa, rất là thơm. Nấu súp phải có dầu mè nó mới vị mùi. Rồi, xong rồi. Chuẩn vị luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Đây là hai món ăn của nhà em chiều hôm nay. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà trong video clip sau từ gia đình Việt 8X.